cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp nên cây phát tài được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết. Đây là loại cây dễ trồng nhưng để cây ra bông thì rất kỳ công. Tuy nhiên, ông Phạm Thành Long, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã tìm tòi nghiên cứu kỹ thuật để ép cho cây phát tài trổ bông đúng dịp Tết. Sau khi về hưu, ông Phạm Thành Long đã tận dụng vườn nhà để trồng cây cảnh. Trong số đó, giá trị nhất là những cây phát tài chuẩn bị ra bông này. Ông Lâm chia sẻ, cây phát tài rất dễ trồng, tuy nhiên để cây ra hoa thì rất khó. Có người trồng 7 năm hoặc 10 năm nhưng cây vẫn không trổ hoa. Bằng kinh nghiệm trồng phát tài nhiều năm, ông Lâm đã tìm ra kỹ thuật ép cây ra nụ trổ bông. Theo ông Lâm, điều kiện thời tiết là yếu tố quyết định. Năm nào trời lạnh nhiều và lâu như năm nay, cộng với kỹ thuật chăm sóc bón phân tưới nước sẽ giúp cây phát triển, cành lá xum xuê và ra nụ. Một cây cao có thể cho từ 2 đến 8 bông, giá bán là 800.000 đồng một bông. Đối với cây nhỏ để bàn thì dao động từ 500.000 đến 700.000 đồng một bông. Vì thế, đối với những cây cho nhiều bông, ông Lâm thu về tiền triệu.